Chú Dũng Bốn Miền xin được phép kính chào quý cô chú anh chị em thân mến ha. Hôm nay chú Dũng Miền đang đứng trước một cái bãi biển rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn, nhưng mà sáng hôm nay thì mây nó vẫn còn bao phủ trên đầu á, vẫn chưa có tan hết mây nữa. Muốn mà thấy cảnh đẹp thì phải chờ tới buổi trưa. Thì bây giờ là chú Dũng Miền sẽ đưa các cô chú đến một nơi, cũng là một nơi chốn linh thiêng. Đây là một cái con đường cầu thang đi lên ngôi chùa. Thì nếu mà nói đúng hơn thì ở Đà Nẵng hiện nay có tới 3 ngôi chùa mang tên là chùa Linh Ứng. Địa chỉ chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng thì nằm tại các điểm như là Ngũ Hành Sơn nè, Bà Nà Núi Chúa nè, và bãi bục bán đảo Sơn Trà. Thì hôm nay chú Du Bốn Miền sẽ đưa các cô chú đi về một cái ngôi chùa Linh Ứng nằm ngay trên bán đảo Sơn Trà luôn. Cái chùa Linh Ứng Sơn Trà này thì nó nằm ngay ở chỗ bán đảo Sơn Trà, phường Thổ Quang, quận Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng. Khi mình chạy từ xa khi đến ngôi chùa này thì mình thấy có một cái tượng Phật Quan Thế Âm cao khoảng chừng là 67 mét. Rồi bây giờ chú Dũng Miền sẽ dắt các cô chú đi vào tham quan chùa Linh Ứng nha. Ngôi chùa này chú Dũng Miền cũng đã đi qua một lần rồi, bây giờ chú Dũng đi lại lần hai và sẵn quay lại và chia sẻ đến cho các cô chú về sau xem luôn ha. Rồi xin mời. Rồi đây là con đường chạy xe lên núi đây. Bên ngôi chùa đây có hai đường, đường dành cho xe gắn máy và đường dành cho xe hơi, xe du lịch. Rồi mình sẽ đi vào cái ngay cái cầu thang. Đây là cái cầu thang duy nhất đi lên ngôi chùa Linh Ứng. Hôm nay thì du khách đến viếng ngôi chùa này buổi sáng sớm thì rất là đông luôn. Đó, quá trời đông luôn nè. Trước mặt của quý cô chú đang xem đó là cổng tam quan của ngôi chùa Linh Ứng, bãi bục Sơn Trà. Một bên thì cái cửa ghi là Chí Hoại Trưởng, và một bên tay phải là Bồ Đề Sanh. Còn đi qua bên tay trái là qua tượng Phật của mẹ Quan Âm đây nè. Rồi chú Dũng Miền đi lên luôn. Trời đông luôn. Đây là cái cổng tam quan, đi vào bên trong, sau đó mình sẽ đi ra cái tượng Phật Quan Âm cao 67 mét thôi. Một cái ngôi chùa Linh Ứng ở Đà Lạt thì cao tới 71 mét luôn. Ngôi chùa này thì cũng có một cái khu viên cũng khá rộng lớn ha. Đây là những vị La Hán được đặt bố trí hai bên. Ở giữa thì có những cái cây kiện, cây bonsai rất là đẹp ha. Trời ơi, mấy cây này cũng khá là mắc tiền á, nếu mà bán rất là đẹp. Đây nữa nè, nhiều nhiều cây lắm, để dọc hai bên. Đây là khoái nhĩ La Hán, còn thêm một vị nữa, đây là vị Ba Tiêu La Hán. Mình cũng có quay ở bên Ajun Bajalai, cũng có 18 vị La Hán. Rồi đây là cái trước khu chính điện này ha. Ở bên này cũng có hai cái ngôi lầu. Mình nghĩ là chắc một bên lầu chuông và bên lầu trống á. Rồi bên đây là bên trong chánh điện của chùa Linh Ứng. Vào đây thì mình không có nói chuyện lớn ha, người ta đang khấn nguyện khấn cầu đây nè. Ngoài đây là Nam Mô Diễn Viên Vương Bồ Tát. Ở trong thì mình cũng thấy có một cái lầu chuông, lầu trống ha. Đúng rồi đó, nãy mình đứng ngoài mình thấy á, cái này làm theo kiểu không gian kính, lầu trống để bên trong chứ không có để bên ngoài cho mình thấy. Phía bên kia nè cũng có cái lầu chuông, bên đây lầu trống, bên kia lầu chuông. Rồi bây giờ là đi cái con đường này, đi qua bên cái tượng Phật Quan Thế Âm cao 67 mét, nằm trong cái chùa Linh Ứng của bán đảo Sơn Trà, là chùa Linh Ứng Sơn Trà hay còn gọi là bãi bục. Nãy mình có đọc ngay từ đầu á, cũng nhiều tên quá không biết có nhớ được tên nào hay không. Đây hôm nay khách du khách còn đa số là nước ngoài, Việt Nam thì rất là ít. Đây,
Bây giờ đi vào luôn ha, rồi đi vào luôn đi để tránh mất thời gian. Hôm nay khách đông quá. Ê, mình sẽ đi ra ngoài trước, mình đây quay ra tượng Phật của mẹ, xong rồi sau đó mình sẽ đi vào. Thấy hết ha. À, đứng đây mình sẽ thấy hết tượng Phật mẹ Quan Âm này. Đây. À, rất là chói ha. Rồi, mình sẽ để dép ngoài đây, mình sẽ đi vào. Dép thì để ngoài đây. Bây giờ kiếm cái lối đi lên ha. Đây là cái tầng sảnh ở trong cái lòng của tượng Phật Quan Âm. Bây giờ mình sẽ kiếm cái đường đi lên. Đây, kiếm cái đường đi lên. Trong này tối quá. Không biết có đường đi lên không ta? Ồ, không có. Không có đường đi lên ta. Đi hết nguyên một cái vòng ở dưới luôn mà không thấy đường lên. Rồi đứng đây chiêm ngưỡng lại cái tượng Phật Quan Thế Âm cuối lần cuối, rồi mình sẽ đi tiếp theo cái một cái ngôi chùa tiếp theo cũng gần đây luôn. Mình sẽ quay và chia sẻ đến các cô chú chị em xem luôn ha. Rồi mình đi thôi. Đây, khách du lịch rất là đông ha. Rồi chú Dũng mình sẽ đi khám phá và cũng đi viếng một cái ngôi chùa kế bên, cũng gần cái chùa Linh Ấn Sơn Trà này, cũng khá là đẹp luôn. Rồi xin mời ha. Rồi đây là cái ngôi chùa tiếp theo và hôm nay chú Dũng mình sẽ khám phá tại thành phố Đà Nẵng luôn, đó là ngôi chùa Bửu Đài Sơn. Thì ngôi chùa Bửu Đài Sơn này nằm cách trung tâm thành phố khoảng 7 km thôi, nằm tọa lạc tại số 31 Hoàng Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng. Đây là một ngôi chùa với lối kiến trúc cổ kính với rất là nhiều tượng Phật khác nhau, những mái ngói lợp và các tòa tháp nhỏ, họa tiết hoa văn đặc sắc mang đậm phong cách của Phật giáo. Đây là một ngôi chùa thứ hai được tham quan ở trong ngày luôn, sau cái chùa Linh Ấn. Đây là cái cổng tâm quan đi vào ha. Ngôi chùa nào thì cũng có một cái cổng tâm quan. Rồi đi vào bên trong đây. Đây, đi vào bên trong thì bắt gặp rất là nhiều bức tượng Phật khác nhau, đa số là những bức tượng Phật của nhiều vị Bồ Tát. Đây là trước chánh điện của cái chùa Bửu Đài Sơn. Đây phía bên tay trái thì mình có những vị Bồ Tát như thế này. Đây là Nam Mô Hiệu Viên Thông, Danh Tự Tại Quan Âm Như Lai, Quảng Phát Hoằng Thế Nguyện. Và rất là nhiều lắm. Còn dài ra là phía đằng sau nữa là rất là nhiều luôn. Đây là vị Bồ Tát thứ hai đây. Nam Mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngại Quan Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải. Mình nhờ chị đi quay sơ và tham quan bên ngoài như thế này. Rất là nhiều. Hình như là đây là một cái lầu trống nè. Đây có một cái trống ở đây nè. Ngôi chùa này đậy một cái trống ở đây khá là đặc biệt ha, trống đồng. Đây. Rất là nhiều, còn dưới bên đây nữa nè.
Đây thì có một tượng Phật Thích Ca và một tượng Phật Di Lặc. Đây là phía bên tay phải của cái ngôi chùa Bộ Sơn mình đi vào đây. Thì mình cũng có bắt gặp nhiều vị Phật Bồ Tát như thế này. Đây có một cái lầu chuông đây, đúng rồi, lầu chuông. Một lầu chuông và một lầu trống. Đây, Phật A Di Đà đứng trên cùng và dưới là Phật Thích Ca, rồi Phật Di Lặc, và hai bên là những vị Phật Bồ Tát. Rồi cái này là đi vào khu chính điện ha. Coi chùa này sáng nay cũng hơi là vắng, đa số mình thấy tập trung bên chùa Linh Ứng rất là đông. Thì ở đây có những cái mái ngói lập màu đỏ ha, những cái đường hoa văn chạm khắc rất là tinh tế, và bốn góc của cái mái thì được làm bằng vuốt lên với những cái hình ảnh của con rồng, biểu đặc trưng của người Việt Nam. Rồi mình đi vào trong chánh điện. Khi đi vào thì mình cũng phải bỏ giày dép bên ngoài rồi đi vào bên trong. Đây, đây là khu trong chánh điện đây. Rồi đây là phía bên hông của chánh điện của chùa Đài Bủ Đài Sơn. Thì ở đây mình cũng thấy cũng có hai bên ha. Bên kia cũng 9 vị La Hán, bên đây cũng 9 vị La Hán, là 18 vị La Hán. Rồi ngôi chùa này thì rất là đẹp ha, rất là đẹp luôn. Cây cối thì rất là nhiều, cây cối ngôi chùa trồng rất là nhiều cây cối để tạo ra bóng mát cho du khách tới đây viếng chùa, sau đó có thể ngồi nghỉ ngơi. Nhìn từ xa nhìn những cái mái ngói rồi. Xếp tầng lên nhau rất là đẹp ha, nhiều màu sắc rực rỡ, cái tường thì màu vàng đẹp quá. Rồi coi như là chú Dũng Miền cũng đã sáng nay đi viếng hai ngôi chùa, mới nhất là chùa Linh Ứng Sơn Trà và ngôi chùa Bủ Đài Sơn, cũng nằm gần nhau luôn. Thì viếng hai ngôi chùa này thì sau đó chú Dũng Miền sẽ tiếp tục đi khám phá những hành trình khác, cũng như là những địa danh nổi tiếng ở thành phố Đà Nẵng này ha. Rồi chú Dũng Miền xin được phép kính chào và hẹn gặp lại các cô chú trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.